chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ và cả những rủi ro. Khi đối diện với rủi ro lớn nhất của đời người, ta sẽ cần một phép màu để đủ sức mạnh vượt qua thử thách ấy. Đối với tôi, một cô gái đã có 7 năm đương đầu và chống chọi với căn bệnh ung thư, với biết bao đau đớn. Và giờ đây, tôi không biết hành trình của mình còn được bao xa. Nhưng phép màu đã đến với tôi khi tôi đã được sống với chính tôi, được thực hiện điều mình mơ ước, được sống trọn vẹn cảm xúc và được yêu thương mỗi ngày. Tôi không còn sợ khi nói đến cái chết, điều mà trước kia tôi không bao giờ dám đối diện. Ai rồi cũng sẽ phải chết. Càng cận kề cái chết, chúng tôi càng thấy quý giá sự sống đến vô cùng. Chỉ cần còn được thở, còn được nhìn thấy người thân thôi, cũng đã là cả một sự chiến đấu nỗ lực của chúng tôi rồi. Cái cảm giác sắp phải lìa xa thế giới này, lìa xa người thân, thật đáng sợ. Nếu có thêm cơ hội kéo dài sự sống, thì hơn ai hết, tôi muốn tất cả bệnh nhân ung thư và người thân của chúng tôi có cơ hội nắm bắt và trân trọng giây phút này. Hãy cùng nhau cảm nhận hạnh phúc. Ung thư không hẳn chỉ toàn đau khổ. Ung thư chính là một biến cố lớn của cuộc đời, mà khi đi qua thử thách ấy, chúng ta sẽ thức tỉnh để nhận ra ý nghĩa của sự sống quý giá. Không chỉ với bệnh nhân chúng tôi, mà tôi mong cả những người bình thường, những người đang khỏe mạnh, những người trẻ, những người có gia đình và con cái, hãy sống chậm lại, hãy nghĩ khác đi. Hãy dừng lại một khoảnh khắc để cảm nhận giây phút hạnh phúc đang hiện hữu. Hãy mang đến phép màu cho nhau. Phép màu đôi khi không phải là điều gì thần thánh, mà chỉ đơn giản khi ta trao cho nhau những yêu thương thấu hiểu, khi ta gieo hy vọng và niềm tin cho nhau, để cùng nhau tự tin bước qua những biến cố của cuộc đời. Tôi muốn gom cuộc sống của cả trăm năm vào cái ngày mà tôi đang sống. Cái chết sẽ đến, không rõ là lúc nào. Chúng ta phải lựa chọn một thái độ sống tích cực trong một hành trình không thể khác đi được. Giờ đây, tôi đã dám chuẩn bị để đối diện với cái chết bằng cách tôi trân trọng, nâng niu những ngày tháng quý giá còn lại của mình. Không ai biết chắc được ngày mai mình sẽ ra sao, nên ngay từ lúc này, hãy sống và cảm nhận cuộc sống trong từng hơi thở hiện tại. Hãy bỏ hết lo âu, sợ hãi. Rồi tất cả sẽ trôi qua theo đúng như quy luật của cuộc sống. Nhưng điều còn lại mãi mãi là chúng ta đã trao cho nhau tình yêu và niềm tin để nối dài những yêu thương. Vì yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.
Một ngày nắng ấm đến trong cuộc đời là ngày hạnh phúc yêu thương gọi mời. Đàn chim ríu rít bình minh rạng rỡ, ngàn hoa lấp lánh gió reo hòa ca. Lặng nghe tình yêu trong những trái tim gần xa, và nghe bình yên trên mỗi bước chân ân cần. Nguyện sống tha thiết trong từng phút giây quý giá, chắt chiu ân tình một ngày sống cả trăm năm. Một ngày mới đến cảm ơn cuộc đời cho ta diễm phúc đón ánh mặt trời. Từng ngày ta sống là ngày tươi thắm, trọn vẹn từng phút sống và yêu. Một ngày sống cả trăm năm.